Olympic Việt Nam đã có một bước khởi đầu tương đối hoàn hảo tại ASEAN 19 bằng chiến thắng ấn tượng 4-2 trước Olympic Mông Cổ. Trận đấu đã chứng kiến sự tỏa sáng của Quốc Việt với một cú đúp, cùng với các bàn thắng của Văn Khang và Nguyên Hoàng, giúp đội Việt Nam tạm thời chiếm vị trí dẫn đầu bảng B. Chiến thắng này không chỉ mang lại 3 điểm quý báu mà còn đánh dấu một bước tiến quan trọng về mặt tinh thần cho Olympic Việt Nam. Đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ bước vào cuộc đối đầu quan trọng khác trong lượt trận tiếp theo, khi gặp Olympic Iran vào lúc 18:30 ngày 21 tháng 9 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Olympic Iran luôn là một đối thủ đáng gờm, đến từ một trong những nền bóng đá hàng đầu châu Á. Trong lần gần nhất đối đầu ở sân chơi ASEAN, Olympic Việt Nam đã giành chiến thắng ấn tượng 4-1 trước Olympic Iran, ASEAN 17 năm 2014. Tuy nhiên, Olympic Iran vẫn là một đối thủ mạnh và sẽ đòi lại món nợ từ những trận đấu trước đó. Trong thời gian gần đây, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã trải qua 2 trận thua trước Iran ở cấp độ U-20 và đội tuyển U-20 Việt Nam thua 1-3 trước U-20 Iran tại vòng chung kết U-20 châu Á 2023, trong khi đội tuyển Việt Nam bị đánh bại 0-2 trước đội tuyển Iran tại vòng bảng Asian Cup 2019. Tuy nhiên, Olympic Việt Nam đang quyết tâm để đánh bại đội tuyển mạnh này. Chiến thắng trước Olympic Iran trong lượt trận thứ 2 sẽ giúp Olympic Việt Nam gần như chắc chắn có mặt ở vòng 16 đội. Thậm chí, một trận hòa cũng có thể đưa đội Việt Nam đi tiếp. Dù vậy, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và đội học trò cần làm việc để cải thiện sự tập trung và tránh các thẻ phạt không cần thiết. Nhìn những gì đã xảy ra trong trận đấu với Olympic Mông Cổ,